chung ngoại chúng mấy ăn rồi. Bán nhiều rồi đúng. Chị mới có mười mấy tuổi à. Nó chị bó lại giùm em. Chị bó lại giùm em. Rồi để chị bó con cho. Con đâu phải là em, con chỉ là anh thôi. Không lẽ con xưng anh với chị hả? Ừ. Lần ngồi đi. Cút hà, cút hà, cút hà, cút hà, cút hà. Không phải, đừng. Mở cho em cút con. Mở cho cái mẹ mà lỡ ngồi bó bông với chị kìa. Bó bông với chị. Con đâu phải, con chỉ là anh. Rồi, bây giờ bó cây cho chị. Cái gì? Thì bó cây với chị kìa, lỡ ngồi bó phụ chị đi chứ cái cây của con mà. Rồi.